đường mòn Hồ Chí Minh, chạy dọc tuyến này tới Đà Nẵng luôn. Anh em nào chưa có dịp đi thì đi xem cho biết ha.
đi cắm trại nè, đường vô cắm trại nè. Hả? Vợ con đâu có thấy cảnh này. Vợ con đâu có thấy cảnh này. Rồi, qua được cái chỗ này rồi. Hồi nãy có một xe ngã, chân có ngã. Mình phải chuyển vào chế độ Enduro, tắt ABS. Tắt ABS đi chứ còn để ABS chạy không được. Đẹp chưa? Này vô trong kia là tối luôn á. Không hạ chạy kịp là mụ lúi luôn. Đẹp mà đường đi vô thì tan nát. À, tối mình dựng lều, may mà vô đây kịp để dựng lều. Muỗi nhiều lắm. Nhưng mà đẹp. Đó anh em chơi. Dựng lều. Cái lều đó thôi, cái lò đó thôi. Quay qua đó, đúng rồi, quay qua đó anh. Đâu đâu, đi vòng nữa, đi vòng qua đây. Vòng qua đây, vòng qua đây, vòng qua đây, quay ngược lại nè. Đi qua cái lò, đi. Cái lò đó, cái lò đó. Chắc ghê vậy, thấy ghê ghê vậy. Cái gì khui ra nướng liền. Lậu chạy một miếng thôi. Nè, ngồi dây được rồi. Quay quay, ngon mắt luôn. Em thích vô, chưa luôn. Con đang bắt đầu nó vui vậy đó, vui từ tay vậy đó. Ê, nãy giờ mũi nó tản ra luôn ha. Ê, rớt kìa. Ê, anh. Mà cái cuối này khỏi bóng đi. Ủa anh Phi ơi. Rồi ông chủ mày chồng luôn. Cứ bỏ quá, gì. Để mua quẹt qua đúng không? Đúng rồi. Giá khúc giữa leo kìa. Đó, giờ đã khúc leo rồi. Ở đó thì sát cái này quá. Anh kia anh chở mà. Chống đỡ được không? Rồi bây giờ nè, ai đầu bếp phụ chống gì nữa anh hả? Mình làm màu với đồ bạn.
trong biển bị nó lừa. Cảm ơn anh. Nè ăn chơi bóc đúng không? Nè đứa bóc cái đi, tao cầm quay. Nè ngồi cá đi, ngồi cá đi. Vợ con đâu thấy cảnh này đâu. Vợ con không thấy cảnh này, vừa ăn vừa đập mũi. Thấy mũi mè không? Mũi mè có nè. Ủa anh cho em mời xin. Cái đó hai cái thôi. Cái đó hai cái. Đây đây đây. Cái đó hùng mới ghê quá chịu nổi luôn. Ủa anh bình cái ghế đó. Nói đồ ăn để anh đùi vậy đó. Vậy ở đâu? Ủa chết quá. Chắc chút chéo nữa để lên trên đó rồi kêu nó xuống. Rồi trên đó là ở đâu? Trên đây xe hả? Cái trạm này nè. Tại có chỗ có trạm kiểm lâm có nước nóng luôn. Ủa có chỗ ở đó. Tiền ta. À, còn quý với bên đó luôn hả? Đầu đầu trên nè. Đầu trên này ở đây rất đã, ở đây lắm. Đẹp nó lại. Ừ. Cuối dòng kết nối Bluetooth. Quá. Quá lạnh luôn. Giờ đi ra ngoài xe cái đồ vô. Nghe ếch nhái kêu không? Nghe ếch nhái kêu chưa? Mọi người ta đang cái. Rồi, thở ra khói luôn á. Thở ra khói đó, thở ra khói.
chiều măng đen ha, bận quần xà lỏng mang dép lào chạy đi rửa xe sơ bằng cái hôm qua đi xuống camping sình lầy quá nó dơ mà mình phải bào tour từ Đà Nẵng về nữa cho nên là cái kênh nó sạch bớt một chút ha. Nhất là thắng hệ thống thắng này kia. Đó, măng đen đó mọi người. Thì măng đen ngay trung tâm măng đen. À, dây sạc cho iPhone á. Lấy cho anh cái này đi.